chào anh ơi. Hôm nay bổ ngon mít thới. Bà con này chừng là 3/8 á. Có con vịt. Con vịt này. Con này thì của Thụy Điển á, còn bà con này của Nhật. Iriyu. Đồng giá 350 một cái. Rồi. Tẹt luôn. Vào con này á, số 1 á. Này của Thụy Điển á. Này sạc khá lớn á. So con này thì nó con này nhỏ lắm. Cầm nhẹ này. Con này to hơn. Đâu đẹp á, đâu cũng đẹp á. Tẹt á. Đây á. Đặt kêu đây. Số 1 350 đó. Chuyển khoản báo ship á, không là phí ship. Ship cột phí ship là 23.000. Số 2 con này sạc nhỏ Yuri. Chẳng 3/8 á. Em tẹt luôn, 350 đó. Số 2 á, 350. Số 3. Số 3 thì sạc nhỏ như số 2 á. Đặt tiêu đấy. Số 3 350. Số 4 cũng 350 rồi, con này sạc nhỏ lắm. Đâu nay 3/8 á. Hãy vô riêu luôn. Mày con này sạc nhỏ lắm.
số 4 bám rưỡi.